Shop Việt Trường Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Radio Shop Việt Trường Radio. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất shop hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và video ngày hôm nay shop hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn đôi loa Tannoy D500 American Cherry, hay còn được gọi tên gọi tại thị trường Việt Nam là đôi loa Tannoy D500 phiên bản Gold với vỏ vàng. Đây là một đôi loa đẹp xuất sắc trùng series mà shop sưu tầm được để phục vụ quý vị và các bạn. Nhắc đến dòng loa Tannoy là một dòng loa được anh em đánh giá là dòng loa quý tộc và cao cấp, luôn được anh em đón nhận và giao lưu rất nhiều. Đây là một dòng loa được sản xuất tại Anh, hàng đẹp xuất sắc từ trong ra ngoài về tại Việt Trường Radio. Thùng gỗ lạng màu vàng rất đẹp, sang trọng. Đây là series loa cây có thể nghe được đa năng rất nhiều dòng nhạc. Loa sử dụng 3 đường tiếng với một bát đường kính 20cm cùng một loa bát ở trên có chép đồng trục nằm phía bên trong, đặc trưng của hãng Tannoy. Và series này được làm kỹ càng với cái phân tần rất là gấu. Phân tần quý vị và các bạn có thể đánh bằng âm ly tích hợp hoặc có thể đánh bằng bi am hoặc bi wi rất là tiện lợi. Đây là một trong những đôi loa có cái thông số rất là ấn tượng. Em xin giới thiệu qua thông số của đôi loa này. Đôi loa này trọng lượng một thùng lên tới 28kg và có kích thước bề ngang là 31,4cm, chiều cao là 93,4cm và chiều sâu là 34,4cm. Loa có độ nhạy là 91dB với chiều kháng 6 ohm. Và em nó khi quý vị và các bạn sử dụng âm ly tích hợp sẽ có công suất maximum là 110W. Và khi quý vị và các bạn đánh BY lên tới 265W, em nó có thể thể hiện được nhiều dòng nhạc với cái giải tần từ 37Hz đến 30.000kHz. Đấy là những thông số ấn tượng của đôi loa Tannoy D500 em muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn. Và đôi loa này ra đời vào khoảng năm 1997. Và em sẽ đi chi tiết về đôi loa này để quý vị và các bạn cùng quan sát về hình thức bên ngoài của đôi loa này. Đây là đôi loa Tannoy D500 có mặt tại Việt Trường Audio. Thì đôi loa này là đôi loa trùng CD, vì vậy màu vỏ gỗ và vân gỗ khá là tương đồng. Anh em cùng quan sát này, e căng cũng rất là đẹp. Logo của hãng Tannoy rất đẹp, màu đồng. Đây em sẽ tháo e căng zin, chưa hề gãy hay là chắp vá. Và em sẽ giới thiệu tới tuyến loa tới quý vị và các bạn. Đây là đôi loa Tannoy D500. Đây là chúng ta có một bát đường kính là 20cm. Với gân là gân cao su, gân zin nhá quý vị và bạn, gân zin bé rất là mềm đó. Đây hai bên loa rất là cân xứng và rất đẹp, không hề sáng bóng luôn. Và phía trên quý vị và các bạn cùng quan sát này, chúng ta có một cái loa bát tiếp tục đường kính 20cm và cái họng kèn bên trong. Đây em sẽ zoom rõ cho anh em cùng xem này, họng kèn rất là sáng, rất đẹp. Cũng rất lâu rồi shop mới sưu tầm được một đôi loa để giới thiệu tới anh em. Và đây bên này anh em có thể quan sát này, họng kèn cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp đó. Em sẽ đi tiếp tục phía bên sườn vỏ gỗ cho quý vị và bạn cùng quan sát này. Đó, vỏ gỗ lạng rất đẹp nhé. Đây quý vị và các bạn cùng chú ý quan sát ở đây, em để giới thiệu tới anh em. Quý vị và bạn có thể đánh bi am bằng cách để cầu nối, và chúng ta tháo cầu nối này ra, chúng ta có thể đánh tách biệt giải trên và giải dưới tùy theo cái thiết bị mà chúng ta kết nối với đôi loa này. Đôi loa này là đôi Tannoy D500 và được sản xuất tại The UK, tức sản xuất tại Anh nhé. D500 American Cherry và có series là 241464. Và mời anh em cùng quan sát sang chiếc bên cạnh. Em sẽ quay tiếp tục giới thiệu tới anh em chiếc bên này. Vỏ thùng cũng rất là đẹp, tuyến loa hai đôi cực kỳ đều.
Đây, em cùng quan sát cầu loa và cọc loa cũng y hệt nhau. Và chúng ta cùng quan sát đây, ta nói D500 American Cherry. Và đây, series cũng là 241464. Đó, đây là đôi loa trùng series, rất đẹp, được em tuyển chọn. Và đôi loa này về đầy đủ ê căng cũng như chân zin quý vị và bạn nhé. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua sắm, tư vấn phụ ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio, xin mời liên hệ với em hoặc có thể vui lòng like và share video này. Em sẽ có những video trực tiếp test cũng như trải nghiệm đôi loa này gửi tới quý vị và các bạn. Em xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.